xin chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút để cùng đối thoại trực tiếp với nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo. Và cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ xoay quanh nội dung điện ảnh tham gia vào xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Sự ảnh hưởng của các phương tiện giải trí nghe nhìn rõ ràng là lớn nhất khi so sánh với bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác. Nhờ sự phát triển của Internet và các hệ thống truyền hình trả tiền chất lượng cao, các hệ thống rạp chiếu phim hiện đại, học sinh ngày nay được tiếp cận với vô số các thể loại phim ảnh. Chính vì lẽ đó, phim ảnh nói chung và điện ảnh nói riêng đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến sự phát triển tâm sinh lý của học sinh, từ đó tác động đến văn hóa học đường. Do đó, cùng với sức ảnh hưởng của phim ảnh, các nhà giáo dục, phụ huynh và cả học sinh đều mong muốn điện ảnh chủ động hơn nữa trong việc góp phần xây dựng và thúc đẩy phát triển các chuẩn mực, giá trị tốt đẹp trong mỗi học sinh và trong môi trường học đường. Thưa ông, nghệ thuật điện ảnh thì ngày càng có một cái vai trò rất là quan trọng trong đời sống văn hóa và giải trí. Vậy thì nó có tác động như thế nào trong văn hóa học đường ạ? Nó tác động trực tiếp đến cái đời sống tinh thần của các em học sinh, vâng, cũng như là từ các em nhỏ cho đến cấp 2, cấp 3, đặc biệt là những cái em mà ở cái giai đoạn mà vẫn còn đang phát triển như là vào cấp 2, giữa cấp 2 và cấp 3. Vâng. Thì về vấn đề nhân cách của các em ấy sẽ được như thế nào đây khi mà xung quanh môi trường của các em đấy là những cái hình ảnh tốt đẹp hay là những ảnh xấu, nó sẽ tác động trực tiếp đến và nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là khủng khiếp mà như chúng ta đã thấy là trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều những cái vấn đề mà các em gái ở trong trường học đánh nhau ở trên các trên mạng ấy, thì các bạn ấy rất là khủng khiếp, mà tôi xem tôi không hiểu nổi được là khi mà hai bạn gái đánh nhau thì có mấy cô gái lại đứng quay không hề can thiệp và rồi lại đưa lên mạng, và các bạn trẻ tôi rất là lo lắng, tôi không hiểu là bọn trẻ nó mà trong một cái rất là trong trắng hồn nhiên ngây thơ như thế mà khi xem thấy những hình ảnh đấy thì họ bọn trẻ nó nghĩ gì. Nhưng tôi nghĩ rằng là thường là tác động rất xấu, sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và nó sẵn sàng cục tính là nó có thể đánh bạn ngay. Vâng. Thì cái điều đấy rất nguy hiểm, chưa nói đến điện ảnh, chưa đến nói đến những cái vấn đề mà hiện nay những cái phim bạo lực nó sẽ dẫn đến cho các em ấy, nhất là với các bạn trai, nó có thể là bắt chước những các cascader làm những cái hành động mạnh thì cũng ảnh hưởng đến các em rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái vấn đề điện ảnh mà để làm sao đấy giúp cho các em ấy biết thế nào là lẽ phải, biết thế nào là trái và biết thế nào là đẹp, cho các em ấy biết về âm nhạc, về hội họa, tôi nghĩ đấy là một trong những cái vấn đề rất quan trọng mà không phải chỉ nhà trường mà ngay cả trong gia đình rồi là cùng với điện ảnh, làm sao đấy đưa các em ấy đến được những cái nơi. Ví dụ như là tôi thấy là hiện nay ở trong thành phố Hồ Chí Minh này rất là nhiều các viện bảo tàng đưa các em đi xem tranh hội họa, vâng, để các em hình dung về màu sắc ánh sáng và về biết được những cái họa sĩ nổi tiếng của thành phố mình. Quả thật rằng là với điện ảnh thì vẫn còn là một cái khoảng trống rất là lớn. Vâng, vậy theo ông thì cái khía cạnh nào thể hiện rõ nét nhất cái sự tác động của điện ảnh đối với văn hóa học đường hiện nay ạ? Tôi nghĩ rằng một trong những cái vấn đề mà điện ảnh cũng như truyền hình có tác động rất mạnh đến đối với học đường ấy. Vâng. Thì ví dụ như là một bộ phim mà các em đã từng xem trong sách học ấy thì cũng có, ví dụ như là Chí Phèo Thị Nở. Khi các em xem phim Chí Phèo Thị Nở rồi khi mà các em mới đọc những cái tác phẩm văn học ở trong học đường đó thì tôi nghĩ rằng sẽ giúp các em ấy nhìn nhận nhân vật một cách rất cụ thể và các em gần như là sờ bắt được nhân vật đấy của mình về tính cách nhân vật, về hoàn cảnh lịch sử câu chuyện, rồi nhà văn đấy là ai để viết ra cái tác phẩm đó thì các em mới học rất là nhanh. Thế nhưng mà quá ít, khi mà tôi vào một cái viện bảo tàng ở nước ngoài, tôi xem tranh hết xong tranh của các họa sĩ và vào cái gian phòng nghỉ để ngồi nghỉ chân thì họ chiếu một cái phim tài liệu và họ giới thiệu về hoàn cảnh và lý lịch của từng họa sĩ một. Và lúc đấy thì bắt đầu tôi nhớ lại những tranh mình đã xem. Thì tôi thấy ở Việt Nam chúng ta cũng thừa sức làm được tất cả những cái việc đó. Ví dụ như là những cái bộ phim mà dựa trên những cái tác phẩm văn học mà có học ở trong nhà trường, phải hấp dẫn cơ. Và khi bọn trẻ nó xem ấy thì nó có cái sự tác động mạnh, thì nó sẽ giúp cho các em học sẽ dễ hơn và họ nhớ về tác phẩm ấy hơn. Và theo nhận định của ông thì trách nhiệm của ngành điện ảnh cụ thể là như thế nào trong cái công tác xây dựng văn hóa học đường hiện nay ạ? Trách nhiệm thì rất là nặng nề đấy. Nếu mà thực ra về một tương lai của một đất nước thì là các em trẻ nhỏ mà giúp cho các em ấy định hướng về quan niệm, về cách nhìn, rồi
về thẩm mỹ cũng như là về đạo đức nói chung. Là tôi rất muốn kêu gọi tất cả những nhà văn, những nhà viết kịch bản làm sao đấy hãy quan tâm nhiều hơn để mà viết ra được những cái tác phẩm hay. Rồi dựa trên những tác phẩm hay đó thì những đạo diễn chúng tôi mới có thể tạo ra được những bộ phim hay. Và những cái bộ phim hay đấy thì họ sẽ tác động lại cho thế giới giới trẻ một cái phần nào đó để mà giúp cho các em có những cái quan niệm nó tốt hơn trong cuộc sống. Còn chúng tôi, người đạo diễn thì cũng rất là mong có những tác phẩm văn học hay và những, tạo ra được những cái hình tượng nhân vật để giúp cho các em khi nhắc đến, người ta có thể nghĩ đến ngay là thế này. Đấy, khi mà tôi xem một số những cái phim thế giới ở trên nước ngoài, khi nhắc đến người ta biết đấy. Người ta biết đấy là ai và cái sự dũng cảm nó như thế nào, hay anh hùng. Thì tôi rất mong rằng là thông qua chương trình, tôi rất muốn là nhà văn và những nhà biên kịch hãy giúp cho chúng tôi có những tác phẩm hay và để làm sao đó chúng tôi tạo nên những cái hình ảnh bằng phim, bằng truyền hình để đưa đến cho khán giả, đưa đến cho những người thiếu nhi nhí của mình làm sao đấy có những tác phẩm hay và nó giúp cho cuộc sống nó sinh động hơn và hướng cho các em ấy có một cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo, giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng của điện ảnh trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Chuyên mục Đối thoại mỗi ngày xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.